tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đánh giá một khối Rubik nào đó xịn. Và các bạn thử đánh giá xem khối Rubik nào xịn. Ok. Ok. Giờ các bạn thấy trên bàn mình có hai khối Rubik. Các bạn thấy khối Rubik nào xịn? Nếu thấy khối này xịn thì hãy bấm thích. Nếu thấy khối nào xịn thì nếu thấy khối này xịn thì bấm đăng ký kênh. Còn nếu thấy khối này cồi thì tất cả các bạn hãy comment bên dưới. Khối này cùi thì các bạn cũng phải comment bên dưới. Nó giỡn thôi. Chứ khối các bạn thấy khối nào xịn, khối này xịn thì bấm thích, khối này xịn thì bấm đăng ký. Đó. Rồi. Đợi các bạn trả lời thì cũng khá lâu. Nên mình sẽ đưa các bạn hai khối Rubik cùi. Đây, là khối Rubik không có thể xoay được tại vì đã dán keo rồi. Đây là khối Rubik cực kỳ quay. Cua mà sao bị lật góc luôn. Thấy không? Lật góc luôn nè. Đó, không mất mà bị lật góc. Đấy. Giải như thế nào cũng không ra mấy bạn ạ. Đây này. Bây giờ làm theo bước này nè. Bị lật nè. Đó. Nó bị lật cái viên này nè. Ok, dở lại. Mà mình cũng bói chuyện. Thật lộn rồi. Này. Chắc ra luôn. Khối cùi chẳng khác gì. Đúng rồi các bạn. Cùi quơ quá. Giả thử xoay thử khối này nha. Nó cứng. Nó cứng làm sao luôn. Rồi còn khối chuyên nghiệp ấy. Đợi mình giải xong cái khối này. Chứ nó cứng quá, xoay chậm rì. Chơi thì khá lâu. Rồi. Con này không phải có 500. Ok. Không có 500. Họ bị lật góc rồi này. Rồi, đợi đi. Đây là đây nó là cái khối kia nha các bạn nè, khối khác. Đấy. Đó là khối kia của khối này. Còn khá tốc độ. Đấy, ok. Các bạn coi như là trả lời thử hai câu hỏi mình mới đặt ra đi. Các bạn trả lời đúng xem thử video khác, các bạn hãy đợi video khác xem bạn nào trả lời đúng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.